Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay tôi trình bày cho quý vị và các bạn mình hậu kỳ một tấm ảnh lúc trời tờ mờ vẫn còn chưa sáng, vẫn còn ánh đèn đêm. Đầu tiên mình click chuột bên phải vào file RAW của tấm ảnh. Quý vị chọn Open With và mình chọn Adobe Photoshop. Ngày hôm nay tôi trình bày cho quý vị và các bạn mình không can thiệp sâu vào tấm ảnh này ở trên phần mềm camera RAW, mà mình sẽ open mở ngay ra ở trên Photoshop. Tấm ảnh này tôi chụp bằng Canon 5D Mark 4 và cái lens là 70-200. Khẩu độ là tôi chụp là 22 và thời gian tôi chụp là 8 giây. Bây giờ mình click vào open mở ra trên Photoshop. Để tìm được vùng tối nhất và vùng sáng nhất của tấm ảnh, đầu tiên quý vị bấm cho mình lệnh Ctrl C ở trên bàn phím. Ctrl G nghe quý vị, Ctrl và chữ G. Quý vị vào cho mình Image Adjustment. Quý vị vào cho mình cái hàng này, Resolve đây quý vị. Khi cái bảng này bật ra rồi, nếu mình cầm cái tít ngay ở giữa này này quý vị, mình kéo ngược về đây thì quý vị sẽ tìm được cái vùng tối nhất ở trên tấm ảnh. Đây ạ. Khi quý vị muốn tìm được cái vùng tối nhất này rồi, quý vị sẽ giữ cho mình phím Shift và với quý vị click chuột vào đó. Được không ạ? Bây giờ mình lại nắm cái tít này, quý vị kéo ngược lên đây cho mình để mình tìm ra cái vùng sáng nhất này quý vị. Đây ạ, đây là vùng sáng nhất ở trên cái ảnh. Thì tương tự quý vị cũng giữ phím Shift nghe quý vị, rồi mình click chuột vào đó. Ở cái bảng này này quý vị, mình không OK ạ. Quý vị bấm cho mình vào Cancel. Sau khi mình đã có điểm tối nhất và điểm sáng nhất ở trên ảnh rồi, thì động tác tiếp theo rất là đơn giản. Quý vị bấm cho mình lệnh Ctrl L ở trên bàn phím ạ. Ở đây quý vị thấy biểu tượng ở đây nó có ba cây, giống như là ba cây bút đó quý vị. Cây đầu tiên này quý vị click vào đây và mình sẽ click vào cái tít của cái điểm mà tối nhất nha quý vị. Lúc này bây giờ hai cái tít này nó đã hiện ra ở đây thì quý vị sẽ click nó vào cái điểm tối nhất. Được chưa ạ? Và cái ở cuối cùng, cái biểu tượng, cái viết ở cuối cùng này thì quý vị sẽ click vào cái điểm sáng nhất. Quý vị sẽ chọn cái viết đó và click vào cái điểm sáng nhất. Bây giờ tấm ảnh của mình đã được cân bằng tối sáng rất là đẹp rồi quý vị. Click cho mình vào OK. Tiếp theo thì mình mệt cái layer 1 và lớp background này lại nha quý vị. Quý vị mệt cho mình Viable. Tiếp tục quý vị lại bấm cho mình lên Ctrl G. Lần này quý vị vào Filter và Camera Raw Filter cho mình. Quý vị nhìn thấy tấm ảnh này nó cần được sáng lên cái vùng dưới này, và vùng trời này thì muốn được giữ nguyên nghe quý vị. Thì đầu tiên quý vị vào cho mình Basic. Quý vị chọn cho mình cái dòng là Exposure. Quý vị nhích sẽ cho sáng lên một chút. Được không ạ? Bây giờ quý vị lại chọn xuống dưới Color Grading. Ở cái phần shadow này quý vị sẽ giảm nhẹ, cho shadow tối lại một chút ạ. Và vùng highlight này quý vị sẽ kéo sáng lên. Để tăng thêm màu sắc ở trên cái ảnh thì trên này nó có hai màu là màu vàng và màu ve, màu yellow và màu green đó quý vị. Thì mình tăng lên một chút ở Color Mask. Color Mask này quý vị chọn cho mình Saturation và quý vị sẽ nhích nhẹ cho mình cái thanh màu vàng lên một chút xíu. Và màu green quý vị cũng nhích lên một chút. Quý vị bấm vào OK. Cái nền trời lúc bây giờ đã bị cháy hết rồi đó quý vị. Thì quý vị
sẽ vào cái chỗ mình đang xoay con chuột ở đây, add mask đó quý vị. Mình add vào đây một cái lớp mask nha quý vị. Quý vị dùng brush tool và dùng cho mình cọ nhòe nha quý vị. Đây ạ, brush tool cọ nhòe. Bảng màu quý vị set cho mình bảng màu ra màu đen. Quý vị kích vào OK. Và sau đó mình lấy lại nền trời. Quý vị nhớ chọn vào cái lớp mask mình vừa mới add, thì quý vị sẽ lấy lại như thế này ạ. Như vậy là vừa rồi tôi đã trình bày cho quý vị và các bạn mình hậu kỳ một tấm ảnh chụp lúc mà bầu trời vẫn còn đang tối. Chương trình video của tôi ngày hôm nay xin phép dừng lại ở đây. Kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, thành công ở trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau. Xin chào ạ.